rồi, tết đến rồi, tết đến rồi, tết đến trong tim mọi người. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay Ly và Jun tụi mình sẽ đi mua sắm một vài thứ cho Tết. Cụ thể là mua bánh kẹo này kia để về quê của mình á. Thì nhà của mình gần với Big C cho nên hai đứa mình sẽ đi mua ra Big C. Bên này là cái hồ. Chị nhà trong mì à? Nhìn là thấy không khí Tết rồi ha. Ồ, 저기 창 뭐지? 여기가 우리 집 가까요. 꽃 진짜 많아요. 보세용. 여기 제일 예쁜 꽃이 있는데. 진짜 예뻐? 내 검사 tại vì quê là cũng phải từ nhà chụp cửa. Nghĩ ra là thấy mệt. Mà mỗi một năm mới có một lần thôi mà. Với lại năm nay có June về nữa cho nên là sẽ có rất là nhiều video thú vị cho mọi người. Rồi ở đây bụi với là ồn quá. Chút nữa mọi người gặp nhau ở Big C ha. Big C, mình đã tới Big C rồi. Nơi mua sắm thân quen cho mọi người, mọi nhà vào mỗi dịp Tết. Cái này không mua quảng cáo cho Big C nha. Có thể khỏe. Candy. Not candy, it's a candy. Mà rất to. John đang bận ghi hình cho nên là Leslie bắt đầu với việc đi mua mứt trước ha. Rồi mẹ nó giao là phải đi mua mứt. Công việc quan trọng là đi mua mứt. Và là có rất là nhiều người ở trong cái hàng mứt. Cho nên là tụi mình quyết định là bây giờ sẽ bỏ máy quay xuống rồi đi mua thêm một ít đồ. Lúc nữa là tụi mình sẽ mua cái gì thì gặp mọi người ở nhà, tụi mình sẽ cho mọi người biết là tụi mình đã mua cái gì nha. Ok. Hello bà. Ồ, chính là Lin nè. Bia. Ồ. Cái này là ông bà làm được mà. Ồ, bling bling. Ồ, ồ, cái này. Đây là bản của bà mang cho bản last one. Mau ó. Bắt tờ chứ tờ, bắt tờ. Shopping 진짜 제일 힘들다. 나는 여자입니다. 하지만 쇼핑 안 좋아해. 왜 웃어? 나는 인터넷 쇼핑 좋아해. 너. 아.
Sawatta Majima. Hello mọi người, tụi mình đã về nhà rồi. Thì hôm nay tụi mình đã mua hết 1.070.000. Biết có thấy không? Chỉ từng này thôi, không có mua nhiều đâu. Đầu tiên cái này là mứt hạt sen Lotus Seed. Không phải. Cái này là mứt bí. À, thì nó thật sẽ như thế này. À, cái này sẽ là mứt bí ha. Thì nó sẽ như thế này ha. Olive oil tập sugar. Cái thật là thứ mà mình mua nhiều nhất đó là mứt hạt sen. Cái là Tết nào mà mình cũng mua hết và mua nhiều nữa. Và mình rất là thích ăn cái mứt hạt sen này. Đi hay uống Highland cũng toàn là trà hạt sen. Thì nó sẽ như này. Có ai thích ăn mứt hạt sen như mình không? Không, mình chưa bao giờ. Chun ăn lần đầu tiên mà là kiểu rất là thích luôn á. Sugar. Bất kỳ thì tụi mình mua ít thôi. Mua có 30.000 thôi, 32.000 thôi. Đây là bất kỳ ha. Sô. Chung là cũng được thôi. Còn đây sẽ là hạt dẻ. Thì là mẹ mình thích ăn hạt dẻ cho nên là mình mua về. Thì đúng như tôi bữa có món hạt dẻ. Có mùi gì đâu. Mua lần. Thì còn bút chì của hắn có gì đâu mùi nữa. Có mùi. Ừ? Tôi có mùi. Rết. Mà không biết được sao. Mua đầm này mà 300.000. Mà Jun cũng thích ăn nữa. Khó cắn ghê à. Cho này. Chắc. Mặn quá. Tiếp theo là hạt mắc ca chín. Đây là Jun muốn ăn cho nên là mình mua đây. Cũng khá là mắc, 100.000. Cũng khá là dễ. Một tí bể. Bánh sô cô la. Tiếp là kim chi. Bình thường là Tết là mình sẽ làm kim chi nhưng mà năm nay lười quá cho nên là thôi mua kim chi ở có sẵn ở ngoài. Thì ở mình là hay ra nhà mình thì hơi nấu kim chi với lại thịt heo á, ăn cho đỡ ngán. Rồi ăn kim chi thì ăn với lại bánh tét, bánh chưng thì ăn cũng ngon. Ngoài ăn với củ kiệu xà thì ăn kim chi cũng ngon. Kim chi nè. Dục man tụng. 1 kg. 1 kg thất ngàn, ăn cũng ok. Nói cho rất là. Này là dành cho nhà mình chứ không phải là đem về quê. Quên nói là cái này tụi mình sẽ bánh kẹo đồ này kia rồi mình sẽ đem về quê hết. Vì năm nay ăn Tết ở quê của Lý á. Còn đây là cái bảng để làm chi, để mà ghi lại cái lịch trình đi làm ngày hôm nay. Hai đứa lầy quá, kiểu sáng đứa này dậy thì đứa kia không chịu dậy rồi tùm lum hết cho nên là rồi tùm lum hết cho nên là chúng ta xong mua hết đống này xong là ngày mai tụi mình sẽ đi mua đồ Tết, áo quần thôi, một số bộ đồ. Chung kiểu không có đồ nhiều á, đem qua đây không có nhiều đồ cho nên là ngày mai thì tụi mình sẽ đi mua đồ ha. Ok, thì video tới đây là hết. Tụi mình chúc mọi người có một mùa mua sắm Tết rất vui vẻ. Thì tụi mình sẽ còn gặp lại các bạn trong những video về shopping hay là chun ăn Tết ở nhà mình như thế nào ha. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Annyeong.